Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chương trình được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Trong tử vi đầu số, cung thiên y là một trong bốn hướng tốt theo quan điểm của Bát Trạch. Cung thiên y thuộc sao Cự Môn, đây là một hướng tốt chủ về sức khỏe tốt, lợi cho phụ nữ, vượng tài lộc, tiêu trừ bệnh, tâm tình ổn định, có giấc ngủ ngon, thường có quý nhân phù trợ, luôn đổi mới. Cung thiên y sẽ mang tới điểm may mắn nếu tạo được ra tính nhất quán và sự đồng bộ giữa các phương vị trong không gian và quái mệnh. Cung thiên y còn mang đến những điều tốt đẹp trong việc kết hợp giữa quái mệnh nữ giới và nam giới trong kết hôn. Chính vì vậy mà khi xây nhà và cưới hỏi, người ta hay chọn cung thiên y. Bên cạnh việc sử dụng bát trạch để thiết kế nhà cửa thì người ta cũng sử dụng phương pháp này áp dụng cho việc chọn tuổi hợp hôn phối. Khi quái mệnh của nam và nữ kết hợp tạo ra trạng thái thiên y thì được đánh giá là rất tốt, hôn nhân bền vững, con cái ngoan hiền, thường có quý nhân phù trợ, vượng tài lộc. Trong hôn nhân, cung thiên y có nghĩa là nam giới và nữ giới kết hôn với nhau hợp tuổi. Chồng cung Tốn, vợ cung Ly thuộc thiên y, đây có thể gọi là cặp đôi quyền lực trong số các cặp đôi vợ chồng. Chồng Tốn, vợ Ly chẳng những công danh thăng tiến, tài lộc dồi dào mà sức khỏe cũng vượng phát. Hai người này bên nhau cùng chung tay gây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, ấm no sung túc, đủ đầy, hiếm ai bằng, có số trường thọ, hưởng lộc dài lâu. Chồng cung Tốn bao gồm 1924 Sắp Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu và 2014 Giáp Ngọ. Vợ cung Ly, 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Sát Tuất, 2003 Quý Mùi và 2012 Nhâm Thìn. Trong cung Trấn, vợ cung Khảm thuộc thiên y, hai người này nếu nên duyên vợ chồng thì có thể ở bên nhau tới đầu bạc răng long, tình nghĩa vợ chồng nồng thắm. Dù thời gian hay thời thế đổi thay cũng không thay đổi. Cuộc đời vinh hiển, hai người đều giành được những thành công trong cuộc sống. Con cháu sau này cũng hiền hậu, ngoan ngoãn, gia đình êm ấm, hạnh phúc dài lâu. Chồng cung Ly, 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Giáp Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu, 2018 Mậu Tuất. Vợ cung Tốn, 1935 Ất Hợi, 1944 Giáp Thân, 1953 Quý Tỵ, 1962 Nhâm Thìn, 1971 Tân Hợi, 1980 Canh Thân, 1989 Kỷ Tỵ, 1998 Mậu Dần, 2007 Đinh Hợi, 2016 Bính Thân, 1926 Bính Dần. Chồng cung Đoài, vợ cung Khôn thuộc thiên y. Sự kết hợp của cặp đôi này mang lại hạnh phúc bền lâu. Chồng Đoài, vợ Khôn thì gia đình êm ấm, vợ con đuề huề, thành công về nhiều mặt. Từ trung vận có điểm khởi phát, công danh thăng tiến, hậu vận tốt đẹp không ngờ. Chồng cung Đoài, 1930 Canh Ngọ, 1939 Kỷ Mão, 1948 Mậu Tý, 1957 Đinh Dậu, 1966 Bính Ngọ, 1975 Ất Mão, 1984 Sát Tý, 1993 Quý Dậu, 2002 Nhâm Ngọ và 2011 Tân Mão. Vợ cung Khôn, 1924 Sát Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu, 2014 Giáp Ngọ. Chồng cung Cấn, vợ cung Càn thuộc thiên y. Cặp vợ chồng này ở bên nhau dù có nghèo túng nhưng tình cảm vẫn luôn bền chặt, không có phút nào muốn chia lìa. Tới trung vận được hưởng lộc trời cho nên vận thế lên ngôi, sự nghiệp nhiều bước tiến, tài lộc cũng hanh thông. Hậu vận của cặp đôi này cực kỳ tốt, điền sản nhiều, tuổi già an nhàn bên con cháu.
trong cung Cấn 1929 Kỷ Tỵ, 1938 Mậu Dần, 1947 Đinh Hợi, 1956 Bính Thân, 1965 Ất Tỵ, 1974 Sáp Dần, 1983 Quý Hợi, 1992 Nhâm Thân, 2001 Tân Tỵ, 2010 Canh Dần. Vợ cung Càn 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Giáp Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu, 2018 Mậu Tuất. Chồng cung Khảm vợ cung Trấn thuộc Thiên Y. Nên duyên chồng vợ, chồng Khảm vợ Trấn có đường công danh sự nghiệp vô cùng rộng mở, đặc biệt là những ai theo đường quan tất. Đặc biệt là những ai theo đường quan nghiệp tất sẽ thành công, có quyền lực trong tay, địa vị cũng hiếm ai bì nổi. Cuộc sống gia đình hài hòa, hạnh phúc, trăm năm đầu bạc răng long. Con cái vinh hiển, có số phú quý, cha mẹ được nhờ. Chồng cung Khảm 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Giáp Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý, 1981 Tân Dậu, 1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý, 2017 Đinh Dậu. Vợ cung Trấn 1925 Ất Sửu, 1934 Sáp Tuất, 1943 Quý Mùi, 1952 Nhâm Thìn, 1961 Tân Sửu, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1988 Mậu Thìn, 1997 Đinh Sửu, 2006 Bính Tuất và 2015 Ất Mùi. Chồng cung Càn vợ cung Cấn thuộc Thiên Y. Xem tuổi vợ chồng, cặp đôi Càn Cấn ở bên nhau sẽ gặp nhiều may mắn, tình cảm ngày càng nồng đượm, tình yêu thăng hoa, tài lộc vượng phát, càng về hậu vận càng có lộc, đối nội đối ngoại đều chu toàn, cuối đời an nhàn hưởng phúc. Chồng cung Càn 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Sáp Tuất, 2003 Quý Mùi và 2012 Nhâm Thìn. Vợ cung Cấn 1930 Canh Ngọ, 1939 Kỷ Mão, 1948 Mậu Tý, 1957 Đinh Dậu, 1966 Bính Ngọ, 1975 Ất Mão, 1984 Giáp Tý, 1993 Quý Dậu, 2002 Nhâm Ngọ, 2011 Tân Mão, 1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý, 2017 Đinh Dậu, 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Sáp Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý và 1981 Tân Dậu. Chồng cung Khôn vợ cung Đoài thuộc Thiên Y. Nếu hai vợ chồng mà nam cung Khôn, nữ cung Đoài thì hai người ở bên nhau sẽ hạnh phúc dài lâu, số mệnh trường thọ, lộc tài cũng dồi dào. Nếu sinh con trai thì con dễ làm nên chuyện lớn, thực phát về đường quan lộc, con gái thảo hiền, cha mẹ được nhờ cậy, cuộc sống an nhàn, không còn gì nuối tiếc. Chồng cung Khôn 1926 Bính Dần, 1932 Nhâm Thân, 1935 Ất Hợi, 1941 Tân Tỵ, 1944 Sáp Thân, 1950 Canh Dần, 1953 Quý Tỵ, 1959 Kỷ Hợi, 1962 Nhâm Dần, 1968 Mậu Thân, 1971 Tân Hợi, 1977 Đinh Tỵ, 1980 Canh Thân, 1986 Bính Dần, 1988 Kỷ Tỵ, 1995 Ất Hợi, 1998 Mậu Dần, 2004 Sáp Thân, 2007 Đinh Hợi, 2013 Quý Tỵ và 2016 Bính Thân. Vợ cung Đoài 1929 Kỷ Tỵ, 1938 Mậu Dần, 1947 Đinh Hợi, 1956 Bính Thân, 1965 Ất Tỵ, 1974 Sáp Dần, 1983 Quý Hợi, 1992 Nhâm Thân, 2001 Tân Tỵ, 2010 Canh Dần. Nếu hai người muốn tiến tới hôn nhân mà được cung Thiên Y sẽ mang đến những điều tốt đẹp cho gia đình. Cụ thể là hôn nhân bền vững, con cái ngoan hiền, thường có quý nhân phù trợ, vượng tài lộc. Vì vậy, nếu hai vợ chồng rơi vào cung Thiên Y trong hôn nhân thì là điều rất tốt đẹp. Như chúng ta đã biết, chuyện vợ chồng là nhân duyên tiền định, đôi khi có tránh cũng không được. Nhưng đó là thiên duyên hay nghiệp duyên thì còn phụ thuộc vào phúc phận của mỗi chúng ta. Nếu phúc dày sẽ có cơ hội tránh được những hung họa này, còn phúc mỏng thì vạn sự tùy duyên. Trong phong thủy để tăng phúc trợ duyên, tăng cường may mắn cho những cặp đôi Thiên Y, các bậc thầy phong thủy vẫn khuyên dùng những pháp khí của nhà Phật
như Bát Bảo Tâm Kinh hay Minh Quang Pháp Bảo. Bát Bảo Tâm Kinh là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mặt trước có khắc hình bát bảo bông hoa sẽ, mặt sau là thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng, tăng phúc trợ duyên, hóa giải những xung khắc xấu đến với mỗi chúng ta, giúp cho cuộc sống được an bình, trăm năm hạnh phúc. Trên đây là những chia sẻ của kênh Phong Thủy Gia Cát về những cặp đôi thiên y. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.